Đâu có gì anh? Đâu đâu anh ơi? Đâu gì anh? Gì anh? Gì anh? Gì anh? Gì anh? Gì anh ơi? Gì anh? Con này anh? Ôi, ôi, gì anh? Đâu đâu? Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Hiện tại anh em đang có mặt ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi mọi người. Thì anh em mình nghe nói là ở đây rất là nhiều rắn nên anh em mình hôm nay mang đồ nghề đi nhá mọi người nhá. Rồi, mang đầy đủ đồ nghề đi để triệt tiêu những con rắn cấm cọc nhá, để cho mọi người cùng xem nhá. Thì mọi người theo chân anh em mình nhá. Để mọi người xem không cảnh đây không? Rất là cấm cọc. Cảm giác vào đây thế là mát. Mọi người thì không khí trong này nó trong lành lắm mọi người. Trên là cây, bên dưới là đất nhé. Dưới là người à? Ở đây nó rừng sâu, nó âm u. Nhưng mà được cái ở đây mát, không khí trong lành. Cái này không có trái. Cái này không có trái ta, không có đến mùa. Người này nó quanh năm phải chứ. Sao ở đây là trên có trái này? Ơ, có trái gì đấy. Trái. Đây, vừa có trái đó mọi người ơi. Cao quá. Mà cao không hái được. Nhiều người biết trèo đây, ôi mấy cây có trái luôn, nhiều lắm. Rắn trăm quạt hả? Ừ, cái màu nó bốn màu lá này, nó tán độc chết người luôn. Ủa ghê thế. Cái phần lá dày á, có rắn ở dưới mình cũng chẳng biết. Đâu có gì anh? Đâu đâu anh ơi? Đâu gì anh? Gì anh? Gì anh? Gì anh? Gì anh? Gì anh ơi? Rồi con này gì anh? Ôi, ôi, gì anh? Đâu đâu? Ôi, chui đây, chui đây hả? Ừ. Đâu anh? Đâu anh? Đây, đây, đây. Ôi, chui trong cây nè. Ừ. Sao ấy anh? Ôi để vào cuối này nó nhìn con này chạy nhanh lắm. Ôi. Chết. Cái tổ trong ngoài này. Ôi ôi. Sao ta? Tôi chắc phải lấy cái cây ra rồi. Ui, đây rồi. Ôi, một ổ này. Ui. Nhân thi. Ôi, một mang luôn. Ôi, cái cây ra đây. Đấy, em thấy không? Chết. Rất là nhỏ. Trong ở rừng rất là nhiều rắn mọi người. Ở đây là một cái khu bãi đất người ta chuyên trồng cây. Cây cây lâu năm luôn. Ôi, một ổ này. Ôi, có chừng nó bắt anh. Ui, to thế. Ui, chết đấy. Ui, 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 ui. Đấy. Tèo 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 tèo. Phục thổi sáo. Ôi ôi. Phun tia luôn ghê thật. Phun tia luôn ấy. Đây này, rất cả kính luôn. Chết. Nó nhăn mắt à? Rất. Phun độc độc mặt anh luôn mà. Đâu. Cái gì à? Ê, ghê ơi, thấy không? Kéo kìa. Nó nhanh lắm. Em để tiếp bên này em thử. Nào, người xem này. Đấy. Quay lại ngay, đấy, thấy không? Ừ. Chạy nhanh nhờ. Chạy thật. Chạy nhanh lắm. Bây chẳng qua có người nó đến đít nó rồi nó gọi đấy. Mà này nên là anh phải nhanh chứ. Không thì nó sẽ chạy ra mình có đâu có thấy đâu. Đấy thấy không?
Đấy, thấy không? Nó núp rồi. Có con lại chạy núp. Được cho núp đấy. Có núp đấy. Anh này xem xong này. Biết đây còn mấy con nữa. Huy đang nằm ngủ. Đây này. Thấy chưa? Con này chắc đang nằm, con kia nó mới chạy về. Đây nhìn con này nó nằm như thế đi. Chắc con kia là ổ nó, con kia chạy về nó núp vào ổ luôn đúng không? Con này nằm im đây này. Thấy không? Con này đang ngủ. Úi, nằm rồi. Thấy không? Thấy không? Mọi người thấy không? Con ăn nữ chưa? Không. Quá kinh khủng luôn, đúng không? Con này đến đây à anh? Đấy, lấy cái núp đấy, con nuôi con này đây xem nào. Úi, úi, úi. Đi vô. Bắn hết ướt hết cả tay luôn này. Ừ. Đấy rồi, con này nó bắn xịn lắm. Chưa đụng của nó đã bắn rồi, chạy chạy qua nó đã bắn rồi. Đấy. Nó bắn chưa, nó bắn chưa? Đúng không? Ướt tay luôn kìa. Không biết camera có phải không. Ừ. Bắn ướt tay luôn rồi. Ôi. À, xem. Bắn nọc đầu của tay. Đấy không? Thấy ngoài ngoài không? Ướt tay luôn rồi. Nhìn không? Con ở trước, con ở sau tấn công. Các bạn biết sao mình bị đeo kính, mình nó phun nọc đặc kính ạ. Nhìn quá. Woo. Đấy. Nhìn không? Woo. Woo. Đít rồi, đúng không? Đây, sao này chạy. Con này. Tại vì con kia hồi nãy là mình đuổi nó chạy nhanh lắm. Còn con này là nó đang nằm ở nhà. Nó đang nằm ở cái ổ của nó. Đang nằm ở nhà ở kia. Hai tụi mày đánh nhau đi. Thấy không? Ôi. Cặp bắn này cũng quy khủng đấy. Cho nó đánh nhau đi anh. À, các bạn ơi, thì một con này bị một con vào
để cứu một con. Cuối cùng anh em bắt được cả. Đấy, có là một con chạy về lúc cùng con này là con này là cũng bị đi theo luôn. Đấy à? Đấy. Nhìn chưa? Đuôi luôn, cắn trầu đấy. Con này chắc con đực quá anh nhỉ? Con này con đực. Đừng cãi. Ôi, vấy dữ lắm, nhảnh lắm. Em phải lúc nào phải trong cái tư thế gọi là nhắm mắt chứ sợ quá. Chắc mai mốt mà ai có gọi đi bắt rắn thì chắc phải sầu thêm trứng quá. Ơ chạy chạy. Đi ra được. Chạy vào mắt. Chạy vào mắt. Đi đâu? Chạy đi đâu? Con này đi đâu chạy thoát. Con kia như kiểu là hay dài như hổ chúa ấy nhỉ. Đúng không? Con này bành dài thật ấy, mà nó cất đầu cao. Quay lại liền luôn kiếp. Nhanh lắm, lúc rắn này nó vậy mà. Nghe tiếng quỷ của nó một cái thôi là em tim của em muốn rớt ra ngoài. Mọi người thì luôn. Là anh em mình mà anh em mình vào đây thì bắt được một đôi rồi mọi người nhá. Đấy mọi người xem này. Chê. Đấy, Yến này Yến đang sợ. Yến rất sợ nhá. Đây anh ngồi dịch cái bài cái là nó chú ý anh là nó không ấy không chú ý em nữa. Thì có nghĩa là video anh em mình kết thúc ở đây mọi người nhá. Mọi người xem nhớ like chia sẻ ủng hộ kênh cho anh em mình nhá. Đấy thì anh em bắt được một đôi rắn này. Này em chào khán giả đi nào. Đấy. Ôi hai con phải đối đầu với nhau. Chào mọi người nhá. Em ngồi em đi camera em quay vậy là hai con nhìn nó đang chào anh. Đấy cho mọi người xem, đúng không? Đấy. Đấu nhau ấy, hay đối đầu. Anh Yến ngồi này. Hiểu trọng tài à? Trọng tài à? Trọng tài có hai con đấu nhau. Anh em mình chào khán giả đi nhá. Cả rắn chào khán giả luôn nhá. 1 2 3 chào tất cả mọi người nhá.